Hello, xin chào mọi người đến tới channel của mình. Mình là Mizigami VN. Hôm nay mình sẽ chơi thử cái này. Ok, mình sẽ chơi thử cái này ha. Cái này mình còn chưa biết cái này chơi sao nữa. Mình chơi rồi nhưng mà này từ từ mình từ từ vô map đông người nha, từ từ nha. Tiếp tục thôi các bạn. Cái này hôm nay ít người chơi quá các bạn ơi. Giờ mình sẽ chơi đại nha. Cái game này giờ ít. Game này. Này như là mấy con tưởng. Lạ quá ta. Nhìn lạ quá vậy. Đúng không? Sao nhìn lạ thế? Ồ. Như không có importer đâu ta. Cái này mình chơi cho đã nha các bạn. Ngon. Ok, đi tiếp. Giờ không phát hiện ai á. Im dữ như nhau luôn. Hôm nay mình phát hiện ra là có Victor, có ai mà xin Eder, nó cho Eder để nó đấu với nó anh em à. Mệt lắm. Mình lại đấu nè. Ok, mình solo. Không biết solo no bet nha các bạn. Trời ơi, Mr. Virus không biết đâu ra luôn. Hồng Nguyễn mình không biết là ai nhưng mà thì mình nghi á. Dỗi với nhau luôn. Không có gì khác hết. Thôi vậy mình nói chuyện đi cho nhanh rồi mình sẽ nói với các bạn cho mình các bạn thứ tư mình sẽ chơi cái gì. Thứ tư mình sẽ chơi Tamingo, nhưng mà Tamingo gì nhỉ, các bạn biết gì cho mình ý kiến. Mình cũng đã suy nghĩ làm nhưng mà không biết làm cái video gì luôn. Thôi vót đại đi. Để mà lắm. Ba đứa luôn. Đồ này chơi sao ta? Vì không biết motor. Thôi từ từ mình qua mắt khác. Các bạn ơi, giờ mình không biết cái gì nữa rồi. Xong thì mình phải chơi như cái kia vậy. Cái này chơi sao? Ồ. Cái này có gì chuyện mình phải bấm. Trời ơi, xong cái này chơi cái gì rồi. Mày ăn có ít người chơi á các bạn. Mấy con tử mình không biết làm gì đâu. Cô thôi, cũng sớm kết thúc video vậy. Nhờ các bạn thấy hay nhớ nhấn like và subscribe. Và thôi mà từ nay mà không có chơi Among Us nữa các bạn. Chơi ít quá, không có ai luôn á. Ok rồi, bye bye.